Chào các bạn, chúc các bạn đầu tuần vui vẻ và may mắn suốt cả tuần nhé. Clip này thì chúng ta sẽ cùng khám phá Lạc Dương với cái bản nhạc nền ở cái bản update Bắc Cực các bạn. Khi mà mình bật cái bản nhạc nền này lên thì các bạn sẽ cảm giác được là cái không khí Noel sắp đến rồi các bạn. Đây, cái bản nhạc nền này các bạn. Và clip này thì chúng ta sẽ gặp lại một nhân vật cũng của cái ngày lễ hội Noel năm rồi các bạn. Và đây là một nhân vật được tặng các bạn. Năm rồi thì chúng ta điểm danh đủ 15 ngày thì chúng ta sẽ được tặng nhân vật này. Đó chính là Gingerbread. Và hôm nay thì Gingerbread sẽ sử dụng cái bản trượt, đó chính là cái bản Banda các bạn. Cái bản này cũng rất ít bạn yêu cầu. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của một bạn cũng rất là quen thuộc và thường xuyên của kênh, đó chính là bạn Subway Surfer TV. Xin chào bạn Subway Surfer TV nhé. Và trước khi khám phá thành phố Lạc Dương thì mình cũng không quên chúc cho bạn có một ngày mới luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé bạn Subway Surfer TV. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức âm nhạc ở Bắc Cực và cùng khám phá thành phố Lạc Dương cùng với Ginger nha các bạn. Xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.